Đây nhá, tôi vừa vừa nói chuyện với các bạn trong chương trình live trực tiếp vừa xong thì vừa đó vừa làm xong thì cảnh sát lại tiếp tục đến và họ đang đứng ở dưới kia. Các bạn nhìn thấy hình ảnh của cảnh sát Đức không? Đấy, đang đứng đang đợi để tuần tra ở đó và họ đậu xe màu xanh đấy. Chiếc xe màu xanh là xe của cảnh sát. Đấy, thì đây là ngay ngay trong văn phòng của tôi. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy, và tôi đang đứng ở trong văn phòng đây. Đấy, văn phòng đây. Đấy. Đây là văn phòng và đây là xe của cảnh sát đang tuần tra đấy, màu xanh đấy, bạn thấy không, ngay dưới cửa luôn, ngay dưới cửa văn phòng. Và tất cả những người nào mà vào đây mà dùng cái giấy tờ hoặc là họ thấy nghi vấn thì họ đã lập tức họ kiểm tra để họ xem là có nguy hiểm đến cái vấn đề của thời báo hay không. Đấy thì họ vừa vào đây gặp tôi thì rất tiếc là họ gặp rất nhanh, cho nên họ lại ra họ đứng ở dưới kia họ lại canh, và chiếc xe này đỗ sẽ rất lâu để canh giữ cái tờ thời báo này đấy. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Đây. Đây là tòa soạn thời báo đây. Đấy, đây dưới cửa sổ của chúng tôi là có những người ta ngồi, có những chiếc xe khác. Và đây là chiếc xe mà cảnh sát, hai người cảnh sát đang đứng đấy, đang đứng ở dưới góc đấy, ngay dưới bên cạnh để giữ bảo vệ an ninh cho cái tờ thời báo. Đấy. Thì đấy, vừa truyền hình trực tiếp với các bạn lúc nãy xong thì nhắc đến chuyện là cảnh sát có thể họ sẽ đến trong một cái thời gian ngắn tới đây, thì sau đó họ đã đến và đấy là những cái người người ta làm nhiệm vụ mà mặc quân phục đấy. Thì bây giờ tôi xin quay lại một chút về cái hình ảnh của cảnh sát khi đang đứng bảo vệ cái tờ thời báo này. Đấy, đây là những người cảnh sát họ đang bảo vệ đây, hai người cảnh sát đang bảo vệ, các bạn thấy không, mặc áo của một nữ một nam và họ làm cái việc mà bảo vệ nhà nước pháp quyền. Họ đang đứng ở dưới góc bên tay trái đó, các bạn thấy không. Đấy, đấy, hai người cảnh sát. Bây giờ có một người nữa đi ra xe, bắt đầu ra xe và đấy đang đi ra xe và chắc là họ đang gặp và chắc là hỏi ý những cái người mà đang đỗ xe ở đó như thế nào. Đấy, đây đây, đây các bạn thấy không? Đấy, họ nhắc nhở, chắc là có lẽ họ nhắc nhở những cái người mà đỗ xe ở đấy là không được phép đỗ chặn đầu xe cảnh sát như vậy. Và phải có cái, chắc là cái xe đấy sẽ ra sớm đấy, xe màu xanh, cái xe của an ninh Đức đấy. Và cái người cán bộ an ninh Đức đó hiện nay họ đang đứng bảo vệ tờ thời báo ngay trước cửa. Thì nếu ai có điều kiện vào thời điểm này và lên Đồng Xuân Berlin ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy là trong chợ Đồng Xuân thì rất là đông, mà văn phòng của tờ thời báo này nằm ở trong cái khu chợ này. Và hiện nay thì bây giờ đang có cảnh sát vẫn đang đứng để bảo vệ cái tờ thời báo và họ đang đứng ngay trước cửa, xe màu xanh ấy, các bạn thấy không? Đấy, rất rõ. Thì đây là một chút cái hình ảnh để tôi cung cấp cho các bạn, để các bạn biết là cái hình ảnh mà tờ thời báo đang đang được bảo vệ như thế nào. Và cũng các bạn cũng xem một chút cái hình ảnh mà trong tờ thời báo như thế nào để các bạn biết. Đây là cái phía trước, và đây ngay đây tôi có để một cái trang online của tờ thời báo lúc nào cũng có sáng để đây 24/24. Đấy, để theo dõi những cái trang báo của tờ thời báo. Đấy, thì còn đây là cái hình ảnh mà của chỗ làm việc của tôi. Đấy, đây là bàn làm việc. Đấy, bàn làm việc của tôi. Đấy, và đây là bức tranh tôi vừa nhận được của anh họa sĩ. Đây là anh họa sĩ ở bên anh ấy vẽ, anh ấy tặng, anh ấy vẽ cái theo ý tưởng của tôi. Ông họa sĩ này vẽ theo ý tưởng của tôi. Đấy, anh họa sĩ này anh vẽ Kỳ Vân Cục. Đấy. Đấy, hiện nay cảnh sát đang vào xe ngồi rồi. Đấy, đang vào xe ngồi, chắc là đang điện đàm đến các nơi. Họ đang mở cửa đấy, màu xanh, xe màu xanh đấy, đấy đang điện đàm đi đấy. Chắc là họ kiểm tra cái xe nào mà đỗ như thế, chắc là thường họ gọi về trung tâm, họ hỏi số điện thoại rồi họ hỏi cái biển số xe để xem cái chủ xe đấy như thế nào. Đấy đấy đấy, đấy bắt đầu họ đóng cửa lại đấy, chữ Polizei đấy là xe cảnh sát đấy. Đấy, các bạn thấy không, tức là nước Đức thì hiện nay phải bỏ rất nhiều tiền ra để duy trì cái lực lượng bảo vệ và lực lượng an ninh để bảo vệ những tờ báo, trong đó có tờ thời báo. Nhưng mà những cái tờ báo khác thì có lẽ cái sự nguy hiểm của nó có thể chưa cao bằng. Thế nhưng mà tờ thời báo thì đã được đặt trong tình trạng bảo vệ đặc biệt, bởi vì là cái sự đe dọa của từ nhà cầm quyền tại Hà Nội về cái việc mà Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin không chịu đổi hộ chiếu và có những cái yêu cầu phải vào nói chuyện, thì cái điều đó càng nguy hiểm hơn. Cho nên là họ đã đặt ở tình trạng khá cao để bảo vệ tờ thời báo. Đấy, đấy, xe cảnh sát vẫn đang trực, vẫn đang đợi trực ngoài đấy, các bạn thấy không? Như vậy là cái người an ninh, người cảnh sát ở đây họ bảo vệ nhân dân, họ bảo vệ các cơ sở báo chí và chống lại những cái cường quyền, chống lại những cái đe dọa tính mạng và
đe dọa về thân thể cũng như là khủng bố về tinh thần của một số dự luận viên đấy, chứ còn không phải như ở Việt Nam đấy, các bạn thấy không? Đấy, họ vẫn ngồi ngoài đây. Đấy. Thì đây là một số cái hình ảnh mà tôi cung cấp để các bạn cùng biết, và họ còn ngồi đây lâu lắm để họ tiếp tục bảo vệ cái tờ thời báo này. Đấy. Và đây là bàn làm, đây là bàn pha cà phê. Mọi người đến đây, ai có thể đến đây uống cà phê. Đấy. Còn đấy bức tranh mà theo ý tưởng của tôi là anh Phạm họa sĩ kỳ cục anh ấy vẽ. Đây anh vẽ từ bút bi, anh gửi sang, vẽ xong anh đưa lên mạng, xong anh gửi sang anh tặng. Đấy, đây ý tưởng của tôi vẽ, xong anh vẽ, vẽ xong thành bức tranh như thế này. Đấy, để đăng lên. Đấy. Đấy. Vâng, các bạn vừa chứng kiến thấy chưa? Đấy là những cái tôi vừa nói xong về cái việc mà đấy, ngoài khung cửa sổ này thì là đã cảnh sát đang ngồi để bảo vệ. Và các bạn biết tại sao cái khung cửa sổ này nó có cái màu sẫm không? Màu ghi thế này không? Bởi vì sao? Theo yêu cầu của an ninh Đức thì họ nói rằng là tôi phải làm cho cái mờ cái cửa sổ ấy đi. Phải mờ đi, bởi vì nếu mà để rõ ấy, thì khả năng là sẽ, nếu từ xa họ sẽ dùng súng bắn tỉa. Tức là bắn tỉa từ phía đằng kia, tức là từ cái chỗ, những cái chỗ xa xa kia, họ bắn tỉa vào từ trong sau lùm cây ấy, thì có thể xuyên vào đây. Bởi vì ban ngày thì nhìn thì có đỡ, nhưng bắn tối, bắn đêm ấy, thì sẽ nhìn rất rõ. Cho nên chúng tôi phải có cái bọc ni lông mờ như thế này để không nhìn thấy, mà bởi vì sau những lùm cây như kia ở xa kia thì cũng có thể có những cái mật vụ Việt Nam nó sang, nó đột nhập sang, nó ám sát này, hoặc là mafia này. Đấy, cho nên họ yêu cầu phải làm cái điều đó. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, còn bây giờ các bạn thấy cảnh sát vẫn ngồi đấy. Vẫn ngồi đấy, ngay dưới cửa. Đấy, ngồi ngay dưới đây. Để trực. Đấy, thế nước Đức họ làm việc rất cẩn thận. Đấy. Thế còn đây các bạn thấy không? Cái ni lông mờ này. Đấy, ngay chỗ này là rất là nhiều hoa để rất đẹp. Thế nhưng mà chỗ này phải làm mờ kính đi, bởi vì từ xa chỗ kia các bạn thấy những cái nhóm người ngồi đằng kia kìa. Đấy, nhóm người ngồi kia. Không biết là họ là ai. Đấy, không biết họ là ai nào. Đấy, có thể là có những, đấy là những người, đấy bây giờ họ bắt đầu đi tuần tra các bạn thấy không? Xe bắt đầu đi tuần tra này. Đấy, xe cảnh sát bắt đầu đi, tiến tới đi. Bây giờ họ sẽ đi vòng vòng xung quanh cái khu chợ này. Đấy, họ sẽ rẽ sang bên phải. Rẽ phải. Đấy, xong sẽ trái này, đấy, xong họ sẽ đi tuần tra xung quanh này, họ tìm xem có những cái hiện tượng gì đặc biệt không. Đấy. Thì đấy các bạn thấy, những cái người ngồi như kia chẳng hạn thì không biết là họ như thế nào. Đấy, người đi như thế nào. Lùm cây này nhìn bắn tối cũng khá tối, và những người đấy thì giấy tờ thường là không có giấy tờ hoặc giấy tờ tị nạn. Cho nên là cũng nguy hiểm. Chính vì vậy mà cảnh sát là cũng yêu cầu là phải dán mờ lại như thế này. Mờ lại như này để khỏi không bị bắn tỉa. Bởi vì các bạn biết rồi, nếu mà bắn tỉa, dùng súng bắn tỉa thì có thể bắn xa, có khoảng có những người xạ thủ bắn đến 2 km đấy để bắn tỉa được đấy, thì đấy là cái điều mà có thể gặp nguy hiểm nếu mà không có dán giấy cẩn thận đấy. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có những cái thông tin mới, là đó là việc là khi mà chúng tôi làm việc ban đêm ở đây, về ban đêm ấy, thì sẽ có cái bảo vệ đặc biệt thêm. Đấy là những cái bảo vệ là khi mà ban đêm thì người ta sẽ đến canh. Có những lúc mà những người làm việc ở đây á, họ đến về lúc 2 đến 3 giờ sáng thì họ vẫn thấy xe cảnh sát đỗ ở đây, đỗ dưới này để bảo vệ. Đấy, tức là bảo vệ cả ngày cả đêm. Thì mà họ phân ca ra, làm nhiều ca, theo tôi biết là nhiều ca, phân ca ra. Đấy, thì đấy là cái điều mà chúng tôi đang cũng gặp phải. Nhưng mà thôi thì sống ở nhà nước pháp quyền thì chúng ta phải cố gắng. Đấy, từ đây, từ trong khung cửa sổ nhìn ra. Đấy. À, đây có giới thiệu một số bức tranh. À, bức tranh đây là những bức tranh là tôi treo. Đây là bức tranh của Thành Nhà Hồ Thanh Hóa. Đấy, do tỉnh Thanh Hóa mang sang rồi xong rồi tặng. Đấy, đây trong này vẫn có Pô Vinh, tức là Thanh Hóa. Đấy, vì quê tôi ở Thanh Hóa. Thế còn bức tranh kia đấy, tôi sẽ ra giới thiệu thêm bức tranh kia. Đấy, bức tranh này cũng rất là đẹp và tôi cũng rất thích, bởi vì là nó là tranh rất thiên nhiên tự nhiên. Và bức tranh này các bạn biết của ai không? Của một người mà chắc là Việt Nam thì của chúng ta ai cũng biết. Đấy, bức tranh này rất đẹp, ai đến cũng khen đẹp. Đây các bạn hãy xem cái biển tranh này của ai. Đây, đấy, của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn. Đấy, bức tranh của Trương Minh Tuấn tặng. Đấy, thì khi Trương Minh Tuấn sang đây công tác thì tôi cũng đã có gặp gỡ và cũng có những cái trao đổi. Tất nhiên là lúc đó là có thể là có những cái trao đổi theo hình thức khác, theo hình thức xuôi chiều. Thế là đây là tranh của ông Trương Minh Tuấn tặng. Đấy. Thế còn đây là bức tranh này cũng là tranh thêu rất đẹp, cũng là rất đẹp, cũng được tặng. Đấy, tranh thêu rất đẹp. Đấy, tranh này là của Việt Tin Băng. Đấy. Đấy, Việt Tin Băng. Đấy, các bạn thấy không? Việt Tin Băng. Rất đẹp. Và của cái nhà thêu gì đấy tên là cái gì? XQ Việt Nam. Đấy, XQ Việt Nam thêu. Hình như là nhà thêu XQ Việt Nam là nhà thêu cũng khá
khá là nổi tiếng đấy, đúng không? Và đấy đấy tranh đấy. Còn có những bạn lại nói rằng thế nọ thế kia, nhưng mà đối với tôi bức tranh là bức tranh thôi, đấy là phong cảnh Việt Nam thôi. Thế còn khi mà người ta không gặp may mắn, người ta bị có vấn đề lỗi thì việc đấy người ta phải chịu thôi, chứ còn bức tranh nó không có tội. Đấy, Thanh Hóa nhá, tôi quê Thanh Hóa này. Đấy, tranh của Trương Minh Tuấn này, còn kia là tranh của XQ này. À còn đây nữa, còn một bức tranh nữa cũng rất đặc biệt của một vị mà cũng được tặng, nhưng mà không biết là đang chỗ treo để đang để đây. Đây tranh đây chùa Một Cột nhá. Chùa Một Cột, và tranh này là của ai đây? Đây. Của Đinh Thế Huynh. Đấy. Đây. Của Đinh Thế Huynh đúng không ạ? Vâng, của Đinh Thế Huynh. Đúng rồi, lúc đấy ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng. Đấy, ghi chữ tặng. Đấy, chữ tặng thì rất rõ. Đây tranh của Đinh Thế Huynh. Đấy. 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 Đấy các bạn biết một số cái hình ảnh nhá. Đấy. Đấy, bên ngoài mọi người vẫn đang đứng rất đông. Vâng. Đây tôi đang ngồi ở chỗ làm việc của tôi. Và đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và tôi sẽ tiếp tục làm việc tiếp. Và hẹn gặp lại bạn vào chương trình tới nhé. Đấy là tôi vừa chia sẻ rất nhanh về cái bảo vệ của an ninh Đức. Mà cụ thể đấy là những người cảnh sát Đức, họ đã đến tuần tra hàng ngày ở trên tờ soạn thời báo, và cũng như là chỗ ở của tôi. Và các bạn đã trực tiếp chứng kiến. Và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn.